Nhắc đến điện ảnh Hồng Kông, nhiều người trong số chúng ta sẽ liên tưởng ngay đến những phim võ thuật và phải công nhận rằng là phim võ thuật của Hồng Kông rất đẹp mắt, múa rất uyển chuyển và có lẽ là đã đứng đầu chuỗi thức ăn nếu như mà nhân loại không nghĩ ra súng. Nếu đã nói đến cái đề tài phim võ thuật thì dĩ nhiên phải kể đến Thành Long, Hồng Kim Bảo, Lý Liên Kiệt, nhưng mà nhân vật chính ngày hôm nay của chúng ta thì lại là Trân Tử Đan, ngôi sao của loạt phim Diệp Vấn và mối quan hệ biện chứng giữa thầy Diệp và sự biến mất của John Wick 4 tại Việt Nam. Bắt đầu nhé. Trân Tử Đan sinh ra trong hoàn cảnh thời tiết giá lạnh, mẹ của anh đang đan len cho gia đình và thế là đặt tên của anh là Đan luôn cho dễ nuôi. Đấy là tôi bốc phét ra. Còn Trân Tử Đan thì sinh ra tại Quảng Đông, Trung Quốc. Mẹ của ông là danh sư Thái Cực Quyền, bố của ông là một biên tập báo. Tuy sinh ra ở Trung Quốc nhưng ngay từ nhỏ Trân Tử Đan đã theo bố sang Hồng Kông và năm lên 9 tuổi thì cả nhà định cư ở Mỹ, Boston. Lúc mang thai ông, mẹ ông vẫn cứ tay phải vẽ cực dương, tay trái nắm cực âm, toàn thân xoay vòng theo thái cực. Thế nên là có thể nói là Trân Tử Đan sinh ra để học võ. Ông yêu thích và nghiên cứu nó ngay từ khi còn nhỏ, bắt đầu từ thái cực đạo, môn mà mẹ dạy, rồi sang wushu. Võ vẽ nhiều khiến cho cái quỹ thời gian dành cho việc học bị ít đi. Tuổi trẻ hiếu thắng khiến ông tham gia vào không ít những hội nhóm băng đảng, lo sợ rằng con của mình có một ngày nằm thối hoắc trong một con hẻm. Cha mẹ đã đưa ông trở về Quảng Đông. Đây cũng là nơi mà võ công của Trân Tử Đan thật sự thăng tiến. Ông luyện tập wushu một cách nghiêm túc và là môn đệ của một vài võ sư nổi tiếng. Năm 1983, Trân Tử Đan đang đi du lịch ở Hồng Kông và đây cũng là thời điểm ông bén duyên với điện ảnh khi được mời tham gia vai chính của bộ phim Tiếu Thái Cực. Bộ phim này chưa mang lại thành công lớn vì hầu hết các bạn đang nghe video khả năng cao là không biết, kể cả tôi. Đến năm 1989, cái tên của ông bắt đầu trở thành bảo chứng của phòng vé võ thuật với bộ phim Tiêu Diệt Nhân Chứng, một bộ phim khác mà tôi vẫn không biết. Nhưng có một cái tên mà chắc chắn là các bạn sẽ biết, đó là Hoàng Phi Hồng. Và bộ phim Thiếu Niên của Hoàng Phi Hồng đã mang lại nhiều thành công lớn cho ông. Như mọi diễn viên giỏi võ khác, Trân Tử Đan cũng nhiều lần được mời đóng hình tượng Lý Tiểu Long trong nhiều dự án. Nhưng mà ông cứ không là không, bởi vì ông mưu cầu sự sáng tạo trong công việc. Ông không muốn bản thân bị dập khuôn trong những vai diễn. Và thế là năm 1995, ông quyết định vào vai Trần Trân trong Tinh Võ Môn, một hình ảnh dập khuôn và ảnh nhái. Nhưng đây không hẳn là một lựa chọn cảm tính, vì nội dung của Tinh Võ Môn có tính lan tỏa khá cao. Bộ phim lấy bối cảnh lịch sử Trung Quốc, đứng trước nguy cơ bị xâm lược bởi người Nhật. Trần Trân, tên nhân vật chính, vốn xuất thân là một thanh niên nông thôn, rồi lên Thượng Hải làm gia nô cho một gia đình làm gỗ, vì gia đình của Trần Trân ở quê bị bay màu hết. Sau này Trần Trân kêu gọi anh em võ đường huyết chiến với quân Nhật, nó mang tinh thần ái quốc, đó là lý do nó dễ lan tỏa và đồng cảm. Vậy còn giấc mơ Mỹ của ông thì sao? Như tôi vừa nói lúc nãy, Trân Tử Đan là một người khá nghiêm túc và kén chọn. Ông từ chối nhiều vai diễn ở đất nước cờ hoa, trong đó đáng chú ý là bộ phim Tomb Raider 2 bên cạnh ngọc nữ Angelina Jolie. Ông có nhiều bộ phim hành động ấn tượng như là Điệp Viên 3X, đóng cùng anh Vin Dầu Nhất, đặc biệt là phần mới nhất của cái tên hành động đình đám John Wick 4, thứ mà chúng ta sẽ bàn luận thêm ở phần sau. Là một người hoạt động nghệ thuật bền bỉ, sau khi nhiều vai diễn ở Mỹ không đạt nhiều thành tựu, cuối cùng Trân Tử Đan lại thành công rực rỡ ở mảnh đất Hồng Kông với những Sát Phá Lang và Diệp Vấn. Đặc biệt là ba phần bộ phim Hóa Thân Diệp Sư Phụ hợp tác với đạo diễn Diệp Vĩ Tín đã mang lại thành công ngoài sức mong đợi cho sự nghiệp điện ảnh của ông. Hình ảnh của Diệp Sư Phụ viral đến nỗi trẻ con khắp nơi đều múa như điên sau khi xem bộ phim. Nhiều người lớn thì không ngừng đặt áo cổ tàu để mua, hoặc ít ra thì là tôi đã làm vậy. Những cú đấm, cú đá của môn võ Vịnh Xuân trong thân hình của phần nhỏ bé gầy gò của thầy Diệp nhưng lại chống trả mãnh liệt lại bọn cường hào ác bá ngoại xâm là một hình tượng quá đẹp của điện ảnh. Bộ phim đạt doanh thu cao nhất trong thể loại võ thuật với 100 triệu nhân dân tệ và 25 triệu đô la Hồng Kông sau một tuần công chiếu. Luôn được vào vai những anh hùng, quân tử, nhưng mà Trân Tử Đan lại bị anh em đồng nghiệp nhiều lần chỉ trích là con người chảnh chọe và không xanh chín trong công việc. Một trong số đó là diễn viên Triệu Vân Trác, người được quen mặt với vai diễn Hoàng Phi Hồng. Anh đã tuyên bố cạch mặt với Trân Tử Đan và tố giác người đàn ông này là ngụy quân tử. Chuyện là năm đó, hai người tham gia bộ phim Thân Phận Đặc Biệt, anh Đan và anh Trác đều đảm nhiệm những vai quan trọng. Nhưng sau đó anh Trác lại bị loại khỏi đoàn phim. Tuy sự việc còn nhiều ẩn khúc, nhưng anh Trác đã một mực khẳng định rằng Trân Tử Đan đã nhúng tay vào chỉnh sửa kịch bản, xóa nhiều phân cảnh mà anh thực hiện nhằm chiếm trọn hào quang của bộ phim, rồi vu oan cho anh Trác rằng anh là nguyên nhân khiến lịch quay bị đình trệ, ngân sách tăng cao, khiến đoàn làm phim buộc phải chấm dứt hợp đồng. Hai câu chuyện với Ngô Kinh, một diễn viên khá là quen mặt với vai diễn Vương Thế Ngọc. Ngô Kinh và Trân Tử Đan được biết đến nhiều trong cảnh quay tại con hẻm trong bộ phim Sát Phá Lang. Cảnh quay này chân thực đến nỗi Ngô Kinh cũng đã bị chấn thương nặng sau đó. Chỉ trích được hướng về phía thầy Diệp, thay vì buông lời xin lỗi, anh lại buông lời chó má, nói rằng Ngô Kinh chỉ là một diễn viên võ thuật tầm thường. Ngoài sự nghiệp đóng phim khá là lùm xùm, đời sống hôn nhân của Diệp sư phụ cũng bị xem là nhiều biến cố khi đã từng ly dị vợ để đến với bạn diễn là Á Hậu. Thật ra mối tình với vợ đầu khá là chóng vánh khi là mối tình xét đánh, cả hai đến với hôn nhân sau tiếng gọi của hormone, và rồi khi thầy Diệp đến với cô Á Hậu thì lại là xét đánh nốt. Bị đánh nhiều như vậy thì chắc chắn thầy Diệp là một người yêu cái đẹp. Sau này thì mối tình với Á Hậu cũng lung lay khi mà thầy Diệp vẫn lén lút qua lại với vợ con cũ của mình. Nói chung ông bị đánh giá là thiếu chung thủy trong tình yêu. Hiện tại
Thầy Diệp đang hạnh phúc bên bạn gái kém 18 tuổi và cũng là tiểu thư của một gia đình giàu có kinh doanh đá quý. Như vừa nói thì cuộc sống của Trân Tử Đan luôn tràn ngập thị phi, nhưng ở thị trường Trung Quốc ông vẫn luôn được yêu quý. Nguyên nhân là bởi vì thầy Diệp biết đánh võ, giống Lý Tiểu Long. Thật vậy, nhà phê bình nổi tiếng của điện ảnh Hồng Kông, ông Gia Hòa từng chia sẻ rằng Trân Tử Đan có lượng fan quá đông đảo và trung thành, và họ hoàn toàn không thèm quan tâm đến những bê bối đời tư. Trân Tử Đan chia sẻ rằng hồi nhỏ ông rất thần tượng Lý Tiểu Long, lối đánh của Lý Tiểu Long ảnh hưởng rất lớn đến cách đánh võ của Diệp sư phụ sau này, đó là lấy sức mạnh và tốc độ ra đòn làm chủ đạo. Trân Tử Đan luôn được coi là ngôi sao quốc tế yêu nước khi luôn nhấn mạnh mình là diễn viên người Trung Quốc. Diệp sư phụ cũng là một đảng viên, ông cũng có ý định rằng là muốn chuyển hẳn về đại lục và bỏ quốc tịch Mỹ. John Wick 4 là phần mới nhất của series ăn khách, nói về cuộc đời sát thủ cùng tên với tiêu đề, được thể hiện bởi nam tài tử tử tế nhất Hollywood, Keanu Reeves. Tại sao người đàn ông này lại luôn được đánh giá cao về đạo đức? Thì câu trả lời là Keanu luôn coi nhẹ chuyện tiền bạc. Chưa nói đến cái thành công của series John Wick, mà từ xưa, cái series The Matrix đã mang lại cho Keanu khoản tiền khoảng vài trăm triệu đô. Anh chia sẻ rằng là mình không quan tâm đến tiền bạc. Lúc đầu thì người ta cứ tưởng chừng đó chỉ là cái lời nói để mà đánh bóng tên tuổi, nhưng sự thật là lối sống của anh đã chứng minh tất cả. Keanu ăn mặc rất là giản dị, sẵn sàng vui vẻ giao tiếp với những người hâm mộ của mình, dù mình là minh tinh màn bạc nổi tiếng, ông cũng luôn giúp đỡ người khác. Có truyền thuyết kể lại rằng, Keanu từng hào phóng chia sẻ 80 triệu đô cho những người trong công tác đoàn làm phim. Quay trở lại với John Wick 4, đây là một dự án vô cùng lớn với nhiều cái tên đình đám trong làng võ thuật, Scott Adkins, Trân Tử Đan. Trân Tử Đan ban đầu có vài sự không hài lòng về kịch bản của John Wick 4. Ông cảm thấy hình ảnh người châu Á xuất hiện trong các phim của Mỹ bị đóng khung và dập khuôn. Nó sẽ luôn là một người Trung Quốc mặc áo cổ tàu và nói tiếng Anh bập bẹ và ngọng nghịu. Tiếp nhận những phản ánh của Diệp sư phụ, đạo diễn Chad Stahelski đã thay đổi khá khá về tên tuổi và hình ảnh cho nhân vật mà Trân Tử Đan đảm nhiệm. Một cái tên mà nghe không biết được là người châu Á. Và phong cách thời trang hiện đại, tân thời, nó sẽ hợp lý hơn và làm nhân vật mà Diệp sư phụ thể hiện có chiều sâu hơn. Điều đó có làm giảm đi sự yêu mến của thị trường tỷ dân là Trung Quốc không? Đừng lo, vì phim sẽ bị cấm chiếu ở Trung Quốc. Lý do là bởi vì bức ảnh của Keanu chụp chung với một nhà sư Tây Tạng. Vậy thì chúng ta sẽ được thưởng thức nó ở Việt Nam đúng không? Không, vì Trân Tử Đan ủng hộ đường lưỡi bò, vật đó chắc chắn sẽ là một cái cờ đỏ to đùng để mà xuất hiện ở thị trường Việt Nam. Tuy đạt điểm số rất cao trên IMDb, nhưng thứ duy nhất chúng ta có thể trải nghiệm về John Wick 4 chắc có lẽ chỉ là trailer. Hay là... Trân Tử Đan và Keanu có thể nói là hai hình tượng đối lập về nhân cách sống và đạo đức làm nghề. Nhưng cuối cùng thì cả hai đã đều có những thành công trên con đường điện ảnh nhờ trông gai. John Wick 4 kể từ khi chưa ra mắt thì đã vướng phải rất nhiều lùm xùm vì những diễn viên nổi tiếng và câu chuyện bên ngoài của họ. Có thể thấy đây là một điều đáng tiếc cho một bộ phim chất lượng cao, hoặc ít nhất là trên IMDb phản ánh như thế.